Hello, trời đã đẹp rồi các bạn ơi. Sau một ngày rồi mưa gió từ Hội Sai về luôn đậm thà, thì hôm nay buổi sáng mình dậy trời đã nắng rất là đẹp. Nhưng mà cái thời tiết Lào từ cái tháng này trở đi là mùa mưa mà các bạn, nên là lúc mưa, lúc tạnh, lúc nắng, lúc mưa nó liên tục. Tức là một ngày nó có quá nhiều những cái hình thái thời tiết khác nhau. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi về Luang Prabang các bạn. Luang Prabang cách đây hơn 300 cây, tầm khoảng 320 cây gì đó. Nói chung là một ngày khá là dài. Thì cái đoạn đầu tiên sẽ là đoạn đường núi, đi vòng vèo rồi đường đèo. Sau đó là một nửa còn lại, khoảng 150 km còn lại là đường rất là thẳng và đẹp. Thì đêm nay mình sẽ ngủ ở Luang Prabang. Ngày mai mình sẽ đưa các bạn đi thăm Luang Prabang. Ok, bây giờ lên đường. Bây giờ là 8 giờ sáng, hy vọng là tầm khoảng 4 giờ chiều, 5 giờ chiều là mình sẽ đến Luang Prabang. Biệt luôn đậm thà nhá, tôi về luôn đây. Hôm nay là ngày thứ 11 của chuyến đi khám phá Tây Bắc Lào của mình rồi các bạn. Và bây giờ đang chạy xe trên quốc lộ 17A. Là một cái quốc lộ nó khá là ngắn, nó bắt đầu từ ở biên giới Lào Trung ở phía Bắc các bạn. Chạy khoảng 70-80 km là nó đi qua cái thị xã này. Sau đó là sẽ kết thúc ở cái ngã ba mà giao nhau với cái quốc lộ 3 ở phía trước đây này. Đấy, cũng xin giới thiệu với các bạn nào mà bất chợt xem được cái video clip của mình này thì cũng xin giới thiệu các bạn, đây là thị xã Luang Đậm Thà các bạn nhé, thị xã Luang Đậm Thà, tỉnh Luang Đậm Thà. Nếu các bạn mà dành một ít phút xem lại những cái video trước của mình thì các bạn sẽ thấy là mình có một vài cái cảnh quay buổi tối hôm qua ở đây các bạn, khá là hay đấy. Bây giờ là hơn 8 giờ sáng rồi các bạn. Đấy, vẫn thế, đường phố vẫn rất là ít xe. Dù bây giờ đang là giờ cao điểm buổi sáng rồi đấy, nhưng mà rất là ít xe. Cái thị xã này nó nhỏ lắm các bạn, có vài chục nghìn dân thôi. Cũng chỉ có mỗi một con phố chính này nó chạy xuyên tâm. Cũng có một vài con phố nhỏ nó đi sâu vào bên trong phố chính, nhưng mà bên này nó ít dân lắm. Người Lào thì người ta không thường hay ra đường đâu các bạn. Người ta không hay thích đi ra đường đâu. Chỉ có những cái lúc nào mà có việc cần thiết thì họ mới ra đường thôi. Còn lại là họ ở nhà hoặc là đi làm ở những cái trang trại nhỏ ở xa nhà. Bên này họ ít mở những cái cửa hàng buôn bán nhỏ dọc phố lắm các bạn. Buôn bán mua sắm thì thường thường người ta đến chợ, chứ không ai ta mua bán ở những cái cửa hàng ở dọc phố như ở bên Việt Nam mình. Ở bên mình thì mặc dù là thị trấn nhỏ đi chăng nữa thì cái dọc phố là nhà nào cũng mở cửa hàng tạp hóa, không bán cái này thì bán cái kia, kiểu sử dụng tối đa tất cả những cái gì mà lợi thế gia đình có, quay ra mặt tiền kiểu thế. Thực ra là cũng có những cái cửa hàng chứ không phải là không, nhưng mà bên này nó ít hơn rất là nhiều so với bên Việt Nam mình. Đây là cái ngã ba giao nhau với quốc lộ 3 rồi đây các bạn. Hôm qua là mình đến từ cái phía bên tay phải này. Bây giờ là mình rẽ bên tay trái để mình đi về hướng Luang Prabang. Ở bên này người ta mở rất là nhiều cây xăng các bạn. Ngày xưa thì ít cây xăng cây dầu, chứ bây giờ là xăng dầu người ta mở khắp nơi. Nói chung bây giờ đi Lào thì không lo cái khoản xăng dầu nữa rồi. Cứ đi vài chục km thì cùng lắm là 5-70 km là lại có một cây xăng rồi. Như kiểu bên này kinh doanh xăng dầu nó rất là dễ sao ấy. Nhưng mà những cái cây xăng ở bên này nó thường rất là vắng khách các bạn. Mình nghĩ mỗi ngày chắc chỉ bán tầm khoảng vài trăm lít xăng. Bên này đa số người ta chạy xe ô tô chạy dầu diesel. Xe ô tô, xe bán tải nó đa số chạy dầu diesel. Chỉ có mấy cái xe ô tô kiểu 4 chỗ với lại xe máy là chạy xăng thôi. Thì xăng dầu thì nó đắt hơn Việt Nam khoảng 20% các bạn, tùy loại.
có một cái điều mà mình hơi ngạc nhiên các bạn. Thường thường ở bên Việt Nam ấy là mỗi khi nói đến Lào là người ta thường hình dung đến những cái cánh rừng và những cái cây gỗ rất là to. Nhưng đúng là rất là lạ các bạn. Mình sang đây là được hôm ngày hôm nay là ngày thứ 11 rồi mà mình chưa thấy một cái cây gỗ nào nó gọi là to một cách tử tế cả. Dọc những cái con đường phố cũng thế, không thấy có những cái cây to bóng mát gì hết. Toàn mấy cây kiểu bằng lăng hoặc là kiểu phượng vĩ nó đứng trơ lơ một mình. Mọi thứ nó cứ kiểu trống trơ ra ấy. Mình nghĩ là ngày xưa bà con ở đây kiểu chặt hết cây to đây rồi. Thế vậy là sau khi chặt thì lại không kịp trồng cây mới. Thật sự là hơi tiếc cho một cái đất nước mà mà nơi mà người dân đã từng rất là tự hào và coi rừng là một cái nguồn tài nguyên vô tận. Thế bây giờ chả thấy rừng ở đâu các bạn. Thế người anh em Lào bây giờ là phải trồng nhiều cây vào, trồng khẩn trương. Để đất đai như này đúng là quá là phí phạm luôn. Dọc hai bên đường đây cũng thế này, toàn là những cái cây nó cứ mọc thấp lè tè, nhìn rất là xót ruột. À, đến cái đoạn này là bắt đầu có rừng rồi các bạn. Bắt đầu có màu xanh, thấy có rừng rồi này. Hình như ở đây là cây cao su sao ấy. Ở cái khu Tây Bắc Lào đằng này họ trồng rất là nhiều cao su các bạn. Những cái cánh rừng cao su nó bạt ngàn khắp nơi. Mà không biết ở bên này cây cao su nó có năng suất như ở bên Việt Nam không nhỉ? Bởi vì là ở đây nó có một cái mùa khô nó dài lắm, dài đến 6-7 tháng. Nên là nó không có mưa tí nào luôn. Mùa này thì bắt đầu vào mùa mưa rồi, cũng thấy có màu xanh rồi. Mình thử dừng lại vào đây xem là bà con ở đây người ta cạo mủ cao su có như ở bên Việt Nam không. Rồi đi. À, ở đây họ cũng cạo mủ cao su như ở bên Việt Nam mình. Có cái bát này hứng này. Đấy. Cùng một cái công nghệ từ thời Pháp để lại. Đấy. Nó cũng cạo thân cây xong rồi cho nó chảy xuống cái bát. Xong rồi qua đêm rồi lại đến lấy cái mủ mà mang về bán ở nhà máy rồi. Ở cái rừng này thì mình thấy người ta có vẻ tỉa thân để cho nó thẳng. Nhưng mà một số những cái khu mình thấy người ta không tỉa gì cả, nó cứ mọc tóe loe ra thành chùm cây 2-3 cây. Như thế là rất là khó. Đây này, cái chỗ này là mới cạo này, mủ vẫn còn đang chảy này. Nhiều mủ là phết đấy. Ok, tiếp tục lên đường các bạn ơi. Đường thỉnh thoảng là có những cái đoạn nó rất là xấu luôn. Mà mùi gì mà hôi thế nhỉ? Mùi hôi như kiểu chở lợn ấy. À cái hồi đúng con xe tải đằng trước nó chở cao su các bạn, nó chở cái mủ cao su. Wow, mùi khó chịu quá. Thôi vào cái cây xăng này đổ để cho ông này ông đi trước thôi, đi sau ông này toi luôn. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa các bạn ạ. Ông xe tải này ông còn chở nhiều hơn là cái ông trước ấy. Mùi còn khủng khiếp hơn. Sao cái mùi cao su, cái mùi mủ cao su này nó lại khủng khiếp thế nhỉ? Dã man thật đấy. Cái mủ này chắc là lại xuất hết sang bên Trung Quốc này. Ôi, trước mặt đây là cái đường tàu cao tốc hay sao các bạn này. Đúng rồi, đây là cái đường tàu cao tốc của Lào Trung đây các bạn. Từ cái đoạn đường tàu này nó hoàn toàn ở trên cao hết các bạn. Nó nằm trên cao hết, xong sau đó là nó cứ xuyên từ quả núi này sang quả núi kia. Cứ xây đường trên cao, đến núi thì bắt đầu người ta khoan núi, cho chạy đường hầm qua núi.
không hề thấy cái đoạn nào nó chạy trên đường 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 thấp như kiểu đường tàu tàu bình thường không? Chắc là phải đến cái đoạn đồng bằng khu đằng Viêng Chăn trở đi thì bắt đầu nó mới chạy dưới thấp, chứ còn ở trên này toàn đồi núi, cứ gặp đồi xuyên đồi, gặp núi xuyên núi, hoành tráng thật đấy. Đúng là công trình thế kỷ của Lào. Đây là cái dự án này, là cái dự án BOT các bạn. Bên Trung Quốc là người ta sẽ sử dụng và người ta sẽ chuyển giao cho bên Lào là trong 70 năm tới. Tức là người ta sẽ sử dụng 70 năm sau đó người ta mới chuyển cho Lào. Chả biết là 70 năm nữa thì còn chạy được không, hay là lại phải sang ký hợp đồng để bán sang bên Thái Nguyên của Việt Nam. Ôi giời. Thôi nghỉ trưa thôi các bạn ơi. Dừng vào đây nghỉ trưa, có cái lán này. Mình đang trên đường chạy từ Luông Nậm Thà về Luông Prabang các bạn. Đi được một nửa đường rồi. Bây giờ là chắc phải 1 giờ trưa rồi. Rồi, 1 giờ kém 7 phút rồi. Đây là cái đèo mình chả biết tên nữa, là cái đèo gì, nhưng mà ở đây không khí nó rất là mát. Tìm đến cái lán rất là đẹp. Chắc là cái chòi canh nương của người ta. Mình dừng ở đây để nghỉ ngơi với lại nấu tạm cái gì ăn trưa. Chứ nếu mà đi tiếp về Bắc Mông thì hơi xa. Bắc Mông gần 100 cây, nó xa lắm. Không kịp. Anh bạn mình cho mượn một cái bếp. Bếp du lịch. Hôm nay lôi ra sử dụng. Sẽ nấu gói mì ăn tạm. Chưa bao giờ dùng cái đồ này, chẳng biết là. Ok, mình sẽ đun nước đây. Bếp nó quá mạnh các bạn. Đun được có 5-7 phút là sôi rồi. Lưng nồi nước này. Đơn giản chỉ là đây. Bếp này. Không biết cái bếp này nó có đắt không mà. Nấu nhanh thế. Chắc này cũng phải mấy triệu. Cái đồ cắm trại picnic này đó. Lào hết rừng rồi các bạn ạ. Mình đi từ hôm đầu tiên từ Sầm Nưa sang, mình đã thấy xót xa rồi. Không chỉ riêng ở vùng Đông Bắc Lào các bạn, đi sang Tây Bắc Lào cũng thế. Cây to cây bé chặt hết, chặt làm nương. Không biết ở đây về sau có trồng cao su không. Chứ hiện tại bây giờ là mình thấy người ta phát quang hết rồi để trồng ngô thôi. Phí phạm thật. Những cái cánh rừng này ngày xưa là toàn cánh rừng nguyên sinh hết. Nó vẫn còn trơ những cái gốc rất là to kìa. Tàn phá, con người tàn phá quá khủng khiếp. Thế này không biết vài chục năm nữa, không biết là người Lào sống về cái gì. Khi mà hết gỗ rồi, hết khoáng sản rồi thì không biết là sống về cái gì. Mà mình rất là ít thấy những cái khu nông nghiệp trồng cấy. Có thể ở trong miền Nam Lào thì người ta đất đai phì nhiêu hơn, bằng phẳng hơn, nước nhiều hơn thì người ta trồng cấy kiểu trang trại thứ hơn. Chứ mình đi dọc từ Đông Bắc Lào sang Tây Bắc Lào về đến đây, không thấy có một cái
kiểu giống như kiểu trang trại canh tác một cách nó quy mô, cứ thấy nó nhỏ lẻ, mỗi nhà mấy cái nương cái ruộng này, toàn thấy chặt phá rừng hết thôi. Mà mình thấy ở cái phía đằng Luông Nậm Thà thì người ta còn trồng cao su, người ta đi cạo mủ cao su, chứ mấy cái vùng này không trồng cao su không biết người ta sống về cái gì. Các bạn khán giả cứ bảo sao anh đi phượt khổ thế, cứ phải ăn bờ ủ ngủ bụi làm gì. Nhưng thế mới gọi là phượt các bạn, thế mới gọi là phượt. Còn nếu không người ta gọi là đi du lịch. Đi du lịch là đi hưởng thụ để tiêu tiền, rồi là đi gọi là được trải nghiệm những cái dịch vụ 4-5 sao. Nhưng mà mình thì lại mình thực ra mình quá đủ cái đấy rồi. Mình thường dẫn khách nước ngoài đi du lịch thì mình đã được hưởng những đấy rồi, mà toàn hưởng không mất tiền. Và mình rất thèm được đi kiểu khám phá như thế này, kiểu bụi bụi ấy, ăn bờ ngủ bụi với lại gần với thiên nhiên. Cứ chỗ nào có nhiều cây, chỗ nào có bà con đồng bào dân tộc thiểu số, nói chung là những cái gì trở về cội nguồn, những cái gì thuộc về thiên nhiên là mình rất là thích. Mà đi trải nghiệm một mình thì ăn uống cái này cũng ok mà, vấn đề gì đâu. Chỉ có đi du lịch với vợ con hoặc với gia đình thì lúc đấy cần phải nó những dịch vụ nó cao hơn, chứ còn đi phượt kiểu này hay lắm. Ăn uống nhanh, lên đường không lại mưa. Mì này là mì chắc mì Trung Quốc, toàn chữ tàu. Lúc trước mình quên, mình lại cắt cả cái gói ớt vào cay này, chả biết có ăn được không. Hôm qua ăn ở Luông Nậm Thà các bạn, mình chắc uống phải một lon bia đẻo các bạn ạ. Uống cái chai bia đẻo. Uống xong phát về phát là đau đầu, đau bụng. Sợ thật, giờ nghĩ cái bia ấy sợ. À, theo mình thì các bạn nếu mà uống bia lào thì nên uống bia lon, đừng uống bia chai. Bia chai làm giả dễ hơn. Bia lon thì dù sao làm giả nó khó hơn. Sợ thật, lâu lắm thì bị một cái trận đau đầu đêm qua. Mà bây giờ cứ nghĩ đến cái bia là sợ. Bia là hay làm giả này, xong lại xăng này, xăng thì xăng bẩn này. Ngày nào cũng phải dừng lại để xả đáy chế. Vì xăng nó có nước hoặc là có chất bẩn gì đấy. Xe thì ăn phải xăng bẩn, người thì uống phải bia đều. Ok, mời các bạn nhá, ăn tạm hộp mì xong lên đường. Yêu quái phía trước các bạn ơi. Quả này là phải đi xuyên qua cái cơn giông phía trước đây rồi. Thực ra là mình cũng muốn dừng lại trú mưa một tí, nhưng mà bây giờ nó khá là muộn rồi các bạn. Chắc là chỉ sẽ dừng lại mặc cái áo mưa và chạy xuyên cơn mưa này thôi. Cố về đến Luông Prabang trước lúc trời tối. Mình sợ chạy xe buổi tối lắm. Mình dừng lại đây để mặc cái áo mưa rồi các bạn. May quá, cứ chạy đến đâu thì mưa nó lại ngớt đến đó các bạn ạ. Mà phía trước kia có vẻ là hết mây đen rồi phải. Wow, nhìn cái dòng Nậm U này là người ta đắp đập nước hay sao các bạn. Không thấy dòng chảy mà thấy như kiểu là một cái hồ ấy. Gần đây là Trung Quốc họ giúp Lào xây nhiều những cái đập thủy điện ở phía trên cái vùng Bắc Lào này lắm. Ôi đúng rồi sao ấy. Ủa, quả đập to vật vãi kìa. Wow, đập thủy điện nữa các bạn ạ. To thế nhở. Lào bây giờ nhiều đập thủy điện lắm. Người ta còn bán điện sang cho Việt Nam cơ mà. Ôi nhưng mà nói chung là anh em Lào mà cứ biết sử dụng tài nguyên, biến nó thành tiền là cũng vui cho người anh em rồi. Mà xây cái đập thủy điện này là coi như là mất đi cái tour du lịch bằng thuyền đấy các bạn. Ngày xưa nó có cái tour du lịch đi bằng thuyền từ Luông Prabang đi dọc cái sông này lên Nọng Khiêu rồi. Bây giờ đắp cái đập này là coi như mất cái tour du lịch ấy rồi. Nhưng mà bán điện lãi hơn thì phải chịu thôi, phải làm điện thôi. Hello các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với Luông Prabang nhá. Bây giờ là khoảng hơn 5 giờ chiều, chắc khoảng 5 giờ 30 chiều các bạn.
Và mình đã đến được luông Prabang rồi đây. Rồi, có cái cây cầu cổ này. Rồi, cầu này dành cho xe máy nữa các bạn. Xe máy và xe thô sơ thôi. Ô tô chắc là phải đi cái đường vành đai như để vào phố. Trời vẫn cứ mưa lâm thâm các bạn ạ. Vừa mưa vừa nắng, ánh sáng rất là đẹp. Luông Prabang thì hầu như là ai cũng biết rồi các bạn. Một cái địa điểm nó cực kỳ quen thuộc với hầu hết người Việt Nam và rất nhiều khách du lịch ở nước ngoài, người ta đều biết đến luông Prabang. Nói đến Lào là phải nói đến Viêng Chăn, nói đến luông Prabang. Thành phố cổ nhất, thành phố nhiều khách du lịch nhất và cũng có thể nói là cái thành phố đẹp nhất nước Lào các bạn. Đấy, cái thành phố này nó cũng giống như kiểu phố cổ Hội An ở bên Việt Nam. Tuy nhiên là ngoài cái phố cổ ra thì ở đây nó lại còn có thêm cái thiên nhiên, rừng núi rồi thác nước và rất rất nhiều những cái gọi là cái địa danh, địa điểm để khám phá. Bây giờ là cuối buổi chiều rồi các bạn. Mình sẽ đi tìm một cái chỗ nghỉ. Lúc trước là có tìm thấy một cái khách sạn rồi, khách sạn của người Việt Nam ở lối vào thành phố ở phía bên kia. Bây giờ mình đến đấy mình lấy phòng nghỉ. Chút nữa buổi tối thì mình sẽ đưa các bạn đi lòng vòng ngắm phố cổ, đi ăn tối. Ngày mai thì chắc là mình sẽ ở lại đây một ngày để lang thang cũng như là nghỉ ngơi ở đây, và sẽ đưa các bạn vào phố cổ và đi thăm cái thác nước. Đây, tối hôm nay mình ở khách sạn này các bạn, ở khách sạn Tavandang Guest House. Từ đây đi vào trong phố được mất khoảng 400-500 mét. Đấy, thì đi từ đây mình sẽ đưa các bạn đi dọc dọc vào trong phố. Nhưng hôm nay luông Prabang nó mưa. Ôi, mưa thì buồn quá. Về đến luông Prabang cái là nhộn nhịp ngay, ăn uống nhà hàng khắp nơi, các món luôn. Bên kia nó cũng có một cái nhà hàng bún phở cơm các kiểu. Nhưng mà về đến luông Prabang là phải ra phố bờ sông các bạn. Là phải ra bờ sông để ăn uống ở đấy. Nó nhiều đặc sản, đồ nướng, đồ niếc. Chợ có cái chợ đêm. Đặc sản Lào nhá, cho lên hết bán tải luôn. Tây tàu lên bán tải hết. Đấy, từ cái chỗ mình ở rẽ phải đi khoảng 300 mét là đến cái ngã tư này. Đến đây rẽ trái là đi vào phố chợ đêm đây. Mùa này luông Prabang vắng khách lắm. Mùa hè, mùa mưa mà. Nên là khách Tây rồi khách du lịch người ta ít sang đây. Thì từ tháng 9, 9, tháng 10, 11, 12, 1, 2, 3. Đấy, 6 tháng đấy là mùa khô thì sẽ đông khách du lịch. Thì đến đây nó mát mẻ thì mới đi chơi được nhiều nơi. Đường phố vắng tanh luôn, rất ít người đi lại. Những cái quán hàng thứ vẫn còn đóng cửa. Bao nhiêu cửa hàng shop siếc vẫn đóng cửa từ đợt Covid. Đây là khu trung tâm các bạn. Đây khu chợ đêm đây rồi. Hai khu chợ đêm. Wow, những cái quán ăn lớn này đóng cửa hết rồi các bạn. Đây, trong này là quán ăn lớn. Ở trong này thường thường cái bàn vắng tanh luôn. Wow, dã man thật, nó vắng khách dã man luôn. 10 phần thì tầm này chỉ còn cũng gọi là 1 phần ấy. Đây là cái con phố gọi là phố Sisa Vang Vong. Là cái con phố chính của phố cổ đấy các bạn. Đấy, phía trên kia nó có cái chợ bán đồ lưu niệm kiểu như kiểu trên phố đằng hàng ngang ở ngoài Hà Nội ấy. Bãi đỗ xe máy bây giờ lại để đây à? Bên trái đây là cái ngõ ẩm thực đây các bạn. Đấy, khách du lịch mà đến luông Prabang là buổi tối hay ra cái con ngõ này ăn tối ở đây. Sáng mai mình sẽ đưa các bạn đi dọc cái con phố chính này, đi xuống tận dưới kia nhá. Bây giờ sẽ đi vào đây để kiếm cái gì ăn đã. À, cái con ngõ này bây giờ nó gọn gàng sạch sẽ quá. Đồ ăn bánh trái này. Bye đi. Ngày xưa là mỗi cái kiosk này nó đều có một bộ bàn ghế cho khách ngồi ăn bên cạnh.
bây giờ lại không có. Chắc là mọi người đến đây mua đồ ăn xong là phải mang ra cái khu bàn ghế kiểu tập thể ngồi ăn các loại bánh. À đây bà con cứ đi dọc dọc phải thích ăn gì thì mua cái đấy xong xách ra ngoài kia để ăn ngoài kia. Đồ ăn ở đây cũng đa số là mấy cái đồ kiểu chiên rán quay. Giống như cơm chọn món của mình. Đây, chọn món đây trong số đó là mang vào cái bàn bên này ăn. Đây là các loại xiên nướng này. Hết rồi các bạn. Cái phố ẩm thực đêm này ngày xưa nó nhộn nhịp lắm, mà nó kiểu lụp sụp, nhưng bây giờ người ta sắp xếp lại các bạn. Tất cả đều mắn máy tôn hết này, chắc là chống gọi là hỏa hoạn cháy nổ. Thôi mình quay về cái quán mà lúc trước mình ăn vậy. Ok, mình quay về đây ăn các bạn ơi. Đây là cái quán ăn mà gần chỗ mình nghỉ à. Cách cái trung tâm phố cổ khoảng 600-700 mét. Ngoài cửa này có cái thực đơn này, có thể là tìm món và xem giá trước khi vào ăn đấy các bạn. Không biết tiếng Lào hoặc tiếng Anh thì có thể nhìn hình ảnh của món ăn để gọi một đồ ăn. Biết tiếng thì có nhiều cơ hội được ăn ngon hơn. Sbai đi. Gọi một suất cơm cà ri ăn không thấy dính răng, gọi thêm suất mì xào, thêm một suất mì xào. Ở đây là đồ ăn rẻ nhưng mà người ta chỉ cho một chút nên là ăn không bỏ, chỉ ăn hai suất. Mình phải ăn hai suất các bạn ạ. 30.000, 25.000, 10.000, nói chung hợp lý nhưng mà cho rất là ít đồ ăn. Này ăn kiểu ăn kiêng thì được, chứ ăn kiểu anh em mình đi lao động thì hơi bị đói. Nên phải gọi hai suất các bạn. Asalin, nhà hàng Asalin các bạn. Hợp lý phết, nhẹ nhàng sạch sẽ. Tối mai mình sẽ ra quán kia mình ăn. À, quán đằng sau kia. Tối mai ra ăn quán kia. Rồi tạm thời thế các bạn nhé. Nói chung là ngày hôm nay là một ngày khá là dài, nhưng mà đến đây vẫn còn chưa muộn hẳn. Vẫn đủ thời gian đi ăn tối rồi nghỉ ngơi. Nói chung là không mệt lắm. Ok, ngày mai mình sẽ đưa các bạn đi khám phá phố cổ Luang Prabang nhá. Buổi sáng thăm phố cổ, buổi chiều sẽ đưa các bạn đi Mố Thác. Ok, xin chào tất cả quý vị các bạn nhá. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào clip ngày mai. Xin chào tạm biệt.